Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Video này là video mà các bạn sẽ xem hết từ đầu đến cuối và không thể nào bỏ qua nhé. Ok, thì mình sẽ đi vào chi tiết cái video hôm nay, đó là cái cách nhận airdrop của bạn khi mà ở bên dự án CoDAO nó là mở cho chúng ta và rút 25% ha. Đây là đợt đầu tiên khi mà các bạn đã liên kết ví rồi và nó đã tặng cho các bạn đó là 0.1 đồng là co ở trong cái ví MetaMask, và chúng ta dùng cái 0.1 đồng co đó để mà claim trong cái phần hợp đồng ha. Và bây giờ thì sẽ có một cái hướng dẫn cho các bạn đây. Chúng ta sẽ truy cập vào trong cái trang web của dự án CoDAO, nó sẽ giống như thế này. Và tại trong cái trang web này á, nó sẽ xuất hiện ở cái chỗ này, nó có một cái nút gọi là airdrop á. Thì ở trong cái phần hướng dẫn của chúng ta cũng nhìn thấy nó có cái nút gọi là airdrop chỗ này ha. Mình sẽ bấm lên cho các bạn thấy ha. Nó sẽ xuất hiện ngay cái vị trí này và chúng ta sẽ bấm vào trong đó ha. Khi mà các bạn bấm vào trong đó thì nó sẽ có một cửa sổ hiện lên và nó sẽ yêu cầu bạn là chọn cái quốc gia của bạn. Đây, nó sẽ giống thế này và chúng ta sẽ chọn quốc gia ha. Nếu như mà nó hiển thị sai cái quốc gia của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn lại đúng cái quốc gia của mình ha. Ở đây thì họ sẽ bắt theo cái địa chỉ IP, nên là có thể là khi mà các bạn chọn nó, bạn fake IP gì đó thì nó qua nước ngoài á, thì nó sẽ chọn cái quốc gia khác, nên các bạn cần phải kiểm tra. Nếu chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta bấm vào cái nút sổ xuống này nè và chọn Việt Nam ha. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái nút là xác nhận chỗ này đó, các bạn nhấn vào cái nút xác nhận chỗ này nha. Sau khi mà các bạn nhấn vào nút xác nhận á thì nó sẽ có một cái cửa sổ khác, nó sẽ xuất hiện lên. Và bây giờ nó sẽ yêu cầu các bạn đó là connect cái địa chỉ ví, cái ví MetaMask của chúng ta. Ngay từ cái đầu tiên khi mà ở dự án CoDAO họ yêu cầu chúng ta liên kết địa chỉ ví, là họ yêu cầu chúng ta chỉ liên kết một cái địa chỉ ví của MetaMask thôi. Nên khi mà các bạn liên kết cái địa chỉ ví của ví Trust Wallet hoặc là ví của sàn á, thì tại cái chỗ này nè, nó sẽ không có xuất hiện cho các bạn và các bạn sẽ không thể nào mà rút cái 25% cái số lượng co của các bạn ha. Nên là chỉ có ví MetaMask khi mà chúng ta liên kết ngay từ đầu á thì mới được là liên kết vào trong đây thôi. Và các bạn chọn ví MetaMask ha, và chúng ta nhấn vào Connect. Thì tại cửa sổ này nó sẽ xuất hiện cái chữ Connect lên và chúng ta sẽ bấm vào và kết nối ha. Và phía dưới này sau khi mà kết nối xong á thì nó sẽ có một cái trình gọi là chuyển cái mạng lưới. Nếu như mà chúng ta đang sử dụng ở trên cái mạng là Ethereum Mainnet á, thì nó có thể nó sẽ tự động chuyển từ cái mạng là Ethereum Mainnet này sang cái mạng là Core Blockchain ha. Và nó sẽ chuyển cho chúng ta. Chúng ta sẽ bấm vào và chấp nhận chuyển đổi cái mạng lưới này ha. Thì khi mà bạn bấm vào chấp nhận chuyển đổi mạng lưới thì chúng ta sẽ sử dụng trên cái Core Mainnet. Và khi mà nhận được ở trên, khi mà chúng ta đã chuyển sang được cái Core Mainnet rồi á, thì nó sẽ có một cái phần xuất hiện như thế này. Và tại đây á, nó sẽ cho các bạn biết là cái số lượng của bạn sẽ nhận được trong cái đợt airdrop này là bao nhiêu. Theo như ở đây, ví dụ như cái ví này, cái tài khoản này đào được đó là 74.84 đồng co. Và các bạn được quyền rút ngay đó là 25 đồng co ha. Và nó sẽ xuất hiện ra cái địa chỉ ví mà lúc đầu ấy chúng ta đã gửi lên cho họ. Thì bây giờ chúng ta phải liên kết đúng cái địa chỉ ví đó. Nếu như trường hợp các bạn liên kết sai địa chỉ ví thì cái số lượng đồng co các bạn đang khai thác ở đây nó sẽ bằng 0 và nó không có gì hết. Chúng ta phải liên kết đúng địa chỉ ví thì ở đây nó mới xuất hiện ra cái số lượng đồng co mà chúng ta được quyền rút đi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng kích vào trong cái nút và claim chỗ này ha. Nên là khi mà họ gửi chúng ta trước là 0.1 đồng co đấy, để chúng ta sẽ có cái phí ga, để chúng ta có phí ga để chúng ta mới rút ha. Và các bạn nhìn thấy cái phí ga này ha, nó cũng rất là ít đây. Phí ga nó rất là ít ha, nên các bạn nhận được 0.1 đồng co. Nhiều khi là còn nhiều hơn cái số lượng mà các bạn đào đồng co nữa. Mình nói thật luôn ha. Còn hôm nay ông nào mà nói là làm cái chuyện giống như là rút đồng co đó, cái đồng co mà của phí ga đi chỗ khác là sẽ bị khóa tài khoản ban ạc á, thì mấy ông này chắc kiểu mới tham gia vào trong những cái sự kiện airdrop lần đầu tiên hay sao ấy. Thôi mình cũng không chấp nhất nữa, các bạn nên tìm hiểu cho kỹ ha, trước khi mà chúng ta phán những cái gì đó. Rồi bây giờ thì các bạn đã có phí ga sẵn ở trong ví rồi và chúng ta chỉ cần bấm và xác nhận cái nút confirm này thì tự động cái số lượng đồng co nó sẽ tự động chạy vào trong cái ví của bạn ha. Đây nè, họ nói là mỗi người dùng sẽ nhận được tối đa đó là 0.1 đồng co được gửi vào trong ví họ trước để mà kích hoạt cái airdrop này và trả cho cái phí xăng này. Như vậy thì với cái dự án CoDAO này thì nó cũng rất là chi tiết và cặn kẽ cho chúng ta luôn, từ cái việc là tặng BTC cho những người mà chia sẻ dự án đến cái chuyện là nó tặng luôn cho chúng ta cái phí phí ga ha, 0.1 đồng co. Nếu mà thực sự co có giá là 6.500 đô thì chúng ta đang được tặng đó là 655 đô cho cái chuyện là trang trải phí xăng. Và cái phí xăng ở đây nó cũng rất là thấp, các bạn thấy không? Chúng ta kéo xuống phía dưới này thấy phí xăng của cái mạng lưới co nó khá là thấp. Đó, 0.000032. Cái này tính ra chắc khoảng đâu tầm là chưa tới 1 đô nữa ha. Và sau khi mà các bạn nhận được cái số lượng đồng co này đó thì chúng ta sẽ chuyển nó lên trên sàn ha. Hiện tại thì trên sàn Bybit đang có một cái sự kiện rất là hot luôn. Hôm nay mình làm và thật sự kêu gọi các bạn hãy nạp đồng co này vào sàn Bybit.
sàn Bybit là sàn lớn nhất. Nếu mà so với Huobi và OKX thì Bybit có thể là đứng trùm ở cái số lượng là vol giao dịch. Và cái sự kiện lần này đến từ sàn Bybit nó cũng to hơn so với những cái sàn khác nữa. Khi mà bạn nạp cái đồng coin này vào trong sàn Bybit á thì bạn sẽ được auto ngay đó là 6 đô luôn ha. Đó, với những bạn mà đăng ký tài khoản sàn Bybit lần đầu tiên nha và nạp cái đồng coin này vào trong sàn, không cần biết các bạn nạp bao nhiêu, chỉ cần có cái lịch sử giao dịch ở trên chuỗi là các bạn nhận được là 6 đô ngay cái lần đầu tiên luôn ha. Và sau cái ngày 8 tháng 3 các bạn sẽ nhận được là 6 đô nha. Tại vì trong cái khoảng thời gian sự kiện này đó thì họ sẽ chưa có trả cho các bạn đâu. Mà sau ngày 8 tháng 3 thì họ sẽ tính toán và họ sẽ trả chúng ta là 6 đô nè, tiền tươi luôn. Rồi, nếu mà bạn có cái nhu cầu muốn chia sẻ cho bạn bè của mình để kiếm được thêm là 4 đô nữa thì các bạn sẽ dùng ngay cái đường link của cái tài khoản của sàn Bybit của các bạn ấy và bạn chia sẻ cho họ đăng ký tài khoản của sàn này và làm cái việc giống như các bạn vừa làm. Đó là chúng ta đăng ký tài khoản và xác minh danh tính, sau đó chúng ta gửi một ít đồng coin này vào trong sàn Bybit. Là như vậy là các bạn nhận được ngay nữa là 4 đô rồi. Như vậy thì các bạn càng mời càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều cái 4 đô này. Và cái này nó không có giới hạn về cái số lượng tiền thưởng và giới hạn về số lượng bạn bè mời ha. Nên mình thấy là cái sự kiện lần này của sàn Bybit là một cái sự kiện gọi là hoành tráng lệ luôn. Và sàn này hình như là tiền không thiếu hay sao ấy, nên là nó cho anh em một cách gọi là rất là dễ dãi luôn. Với những sàn khác thì chúng ta làm những cái này chắc là sẽ không có đâu. Và mình cũng thông tin với các bạn một cái kèo tiền tươi đến từ kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Cái sự kiện này thì độc quyền ở trên kênh của mình thôi ha. Và mình sẽ dành ra là 100 ví đầu tiên. Khi mà các bạn đăng ký tài khoản của sàn Bybit á, thông qua cái đường link của kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền thì các bạn sẽ nhận được đó là 5 đô và các bạn thực hiện đầy đủ những cái nhiệm vụ phía dưới này ha. Thì những cái nhiệm vụ phía dưới này á, nó cũng sẽ theo cái kiểu của bên là cái nhiệm vụ của bên sàn Bybit thôi, là chúng ta sẽ gửi một ít co hoặc là các bạn có thể gửi cái số lượng đồng co có giá trị từ 100 đô trở lên đó. Nên cái này thì mình cũng đã có cái video trước đó giải thích cho các bạn rồi. Nếu mà bạn muốn biết chi tiết cặn kẽ của cái sự kiện lần này thì các bạn hãy bấm vào trong phần mô tả video để xem lại cái sự kiện lần này ha. Rồi, hiện tại thì trên kênh của mình ấy cũng đang có một cái sự kiện event dành cho những bạn mà đã có tài khoản của sàn Bybit rồi. Thì các bạn cứ xem được video này thì các bạn sẽ để lại cái OD của sàn Bybit của các bạn ấy, để dưới phần mô tả, để dưới phần bình luận này. Và mình sẽ tìm ra những bạn may mắn và mình sẽ trao thưởng ha, chỉ là một đô la thôi, nhưng mà đó là một cái sự kiện vui ở trên kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Ok, video này thì mình sẽ thông tin đến các bạn và khi mà nó sẽ mở ra cái airdrop và claim cái đồng coin này đấy thì mình sẽ làm một video chi tiết hơn ha, để hướng dẫn cho các bạn. Tại vì mình cũng dự định là sẽ làm sau đó, nhưng mà mình nghĩ lại nên hướng dẫn cho các bạn trước cái cách để làm ha. Tại vì đến cái thời điểm đó nhiều khi á chúng ta làm không kịp và nạp vào trong sàn chậm quá thì sẽ trễ mất cái cơ hội của các bạn. Nên bây giờ thì các bạn xem được cái bài và chúng ta luyện tập và xem kỹ lại cái cách ha. Nó rất là đơn giản thôi, chịu khó chúng ta đọc sơ qua một xíu ở trong cái phần hướng dẫn của họ là các bạn đã biết cách làm ngay rồi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ dành thời gian lại cho các bạn nghiên cứu. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái kèo kiếm tiền lần sau. Xin chào.